Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đại biểu đến dự hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Long An. Cùng tham dự sự kiện có các đồng chí, nguyên ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới, Bí thư Tỉnh ủy Long An Nguyễn Văn Được, các đồng chí lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan trung ương và địa phương trong vùng, các đại biểu là doanh nghiệp, các nhà đầu tư. Đây là một sự kiện có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc triển khai thực hiện quy hoạch tỉnh, huy động các nguồn lực, thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của Long An trong thời gian tới. Theo tỉnh Long An, triển khai thực hiện luật quy hoạch năm 2017, tỉnh Long An đã tích cực lập quy hoạch tỉnh thời kỳ năm 2021 đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Qua hơn 2 năm thực hiện, ngày 13 tháng 6 năm 2023, quy hoạch tỉnh thời kỳ năm 2021 đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 686 QĐ-TTg. Tỉnh Long An là địa phương thứ 10 trên cả nước và là địa phương đầu tiên của khu vực phía Nam được phê duyệt quy hoạch, hướng tới mục tiêu đưa Long An sớm là trung tâm phát triển kinh tế năng động, hiệu quả, bền vững của khu vực phía Nam. Bí thư Tỉnh ủy Long An Nguyễn Văn Được phát biểu tại hội nghị. Nội dung quy hoạch tỉnh đã nêu rõ quan điểm, định hướng phát triển và mục tiêu của tỉnh.